Hello, xin chào cả nhà nha. Quay trở lại clip mình đây nè. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe nha. Ai cùng theo chân mình đi câu vịt cả nhà ơi. Sáng mình phát cỏ đây nè cả nhà. Hôm nay mình dập cái ổ cá cả nhà ơi. Mình đi chợ mới mua hai vịt nè. Đi mua hai vịt về rồi ha. Trong chợ mưa lắc gắt hồi trưa tới giờ luôn cả nhà. Giờ chiều rồi. Giờ anh ra anh câu. Ổ nó đây nè cả nhà. Đó, nó ngay đây nha cái nhà, ngay đoạn câu đi xuống á cái nhà, lâu lắm mà mình kêu câu dịch rồi trở lại cả nhà, mình chậm máy rồi, còn ra dịch câu nè cả nhà, con nó giờ này không thấy luôn cả nhà, đi, hồi sáng thấy con nó nhâm mà không biết giờ con nó còn ở đây không biết, câu đại giờ gì không thấy con nữa sao? Chợ mưa rỉ gã mưa hoài trưa tới giờ luôn, mua dịch về rồi mưa hoài luôn rồi muốn cần cả nhà ơi, lâu lắm rồi với nhau câu lại nghe cả nhà. Bây giờ mình kiếm thằng khủng này, mọi người thấy cũng trân trọng rồi. Dĩ gã hoài. Táp đây nè, cá nhỏ để cho quạo luôn cái nhà, táp cái chích cho quạo quạo ha, thả lử nữa nha, táp con cái cá nhỏ. Cấp 2 phát rồi, thả lưới được rồi. Ôi trời, cái con lửa gì khục đó nha. Tính dời với chỗ khác. Con cá trọng nha cả nhà. Ôi, con lửa cái gì khục. Tính dở lên dời chỗ khác. Giờ nè, không lâu đâu. Chỗ này cũng hơi khó giật cũng cả nhà. Cá trọng dạ.
cái máy vào đây cái dịch trúng cái máy nha. Còn cá đực nữa nha. Cá mà lớn rồi cả nhà. Đó cả nhà. Đó là. Cầm máy nha. Đó cả nhà. Dương dịch vô cả nhà. Câu mới rồi cả nhà. Nó. Rồi, dịch đây. Đó. Rồi, thôi mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn cả nhà. Bye bye cả nhà nha, hẹn clip sau. Bye.